Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểu Bến Tre của mình. Một buổi chiều ha. Đây là cái cảnh mà hai bên đường ở cái làng hoa của mình này mọi người. Đấy, mọi người thấy rất là đẹp luôn ha. Đây là phường Vì Lửa. Đấy, ở bên này. Đó, ở bên kia đường cũng rất là nhiều, rực rỡ ha. Phía trên thì người ta treo đó là hoa dừa. Đây. Còn đây là phường Vì Lửa này. Cây thì vào trong cái ly như vậy. Màu sắc thì nhiều màu, cây rất là đẹp. Còn ở đây là cái gì ta? À, dạ yến thảo. Đây, đây là dạ yến thảo này mọi người. Đó. Vô trong những cái chậu treo sẵn nhé ha. Khách đi qua là ghé là mua liền. Bên này là sao băng và cúc nhật này, rất là đẹp luôn. Ở trong kia thì mình thấy có bà đang lạnh ha, đang lạnh cái những ngắt treo cái dạ yến thảo á, để mình vô mình quay cho mọi người xem nha. Quá trời là tuyệt vời luôn. Chào bà. Ồ, bà đang lạy hả? Sửa lại tàn hay ngắt bỏ những cái lá xấu đi ha. Một chậu như vậy bán nhiêu bà? 70. Hả? 30. 30 hả? Một cặp 60. Cái này cứ hoa thì mình cứ lạy cái tàn nó cứ bự lên hoài bà ha. Này mình trồng mấy tháng thì được một cái chậu to như thế bà? 3 tháng. Là nhà tự ương tự làm ha. Năm nào ở đây hình như cũng làm dạ yến thảo hết trơn. Còn năm ngoái cũng có làm sâu quắc. Không, ý là con năm ngoái con có làm á, nhưng mà không biết cách làm. Cái này những cái hoa nào mà nó tàn là mình bậy bỏ đi ha. Cái này có nhiều màu hơn. Dạ. Cái này thì một chậu như vậy 30 thì mình lựa chậu nào cũng được ha. Màu nào cũng như nhau hết trơn. Còn vô đây chút nha. Mấy cái chậu to mà treo ở trên này thì sao bà? Cái chậu to đó, chậu bè bè đó. 9 chậu ha. Đây, để mình quay cho mọi người. Nói chung là quá trời là tuyệt vời luôn. Ui, chim kìa. Chậu này là chậu bự này mọi người. Chậu này thì mắc tiền hơn ha. Chậu bè nó rất là to. Thơm lắm. Vào trong một cái vườn hoa như thế này thì rất là thơm ha, tại vì nhiều hoa mà. Làm cái này chứ phải chăm sóc kỹ lắm á mọi người, phải lạy suốt thường xuyên luôn. Thấy bán hay thấy đẹp thì cũng ham, nhưng mà cái công chăm sóc là nhiều lắm. Chăm sóc rất là thường ha. Rồi, video của mình tới đây nha.